cái âm thanh nghe đã vậy nè. Bô là bô móc. Bô móc luôn. Bô móc. Móc kiểu Malaysia. Cái móc kiểu Malaysia nó khác sao anh? Nói chung là mình kêu vậy thôi. Vậy hả? Kéo vài cái nè, nghe phấn khích quá. Thối quá trời. Ngàn lời anh nói không bằng một làn khói xì bo. Quả thật câu đó ông bà ta truyền lại cho đến thời điểm hiện tại thật không sai anh em. Và ngày hôm nay Huy sẽ mang đến cho anh em một chiếc xe độ với rất nhiều món đồ chơi giá trị. Nó không phải là xì bo nhưng nó cũng là hai thì và tên gọi là Yamaha YZ125. Bên cạnh Huy đây, rất nhiều món đồ chơi giá trị được gác lên xe. Nhìn là chỉ có mê thôi anh em. Cái tiếng nổ tên 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 tên. Bởi vì em nào mà không mê cho nổi. Bởi vì cái câu nói đó quả thật quá chuẩn luôn. Và ngày hôm nay Huy sẽ tìm hiểu chi tiết những món đồ chơi này để xem những món đồ chơi gác trên xe có giá trị như thế nào, gắn lên xe ra làm sao và hiệu năng mang lại như thế nào. Tuy nhiên trước khi bắt đầu video clip thì Huy cũng xin gửi lời cảm ơn đến workshop Rom Racing ngụ từ quận nhất có tên Facebook là Rom Tiên Sinh đã cho Huy và ekip hai bánh cơ hội review con xe này. Còn bây giờ thì bắt đầu video thôi. Thật sự thì về cái xuất xứ của con xe này thì nó đến từ Malaysia. Và khi mà về Việt Nam chúng ta thì phải nói là rất khó khăn luôn anh em. Cho nên là việc mà cho dù có tiền cũng khó mua được, quả thật là đúng. Và chiếc xe này anh Ròm chia sẻ Huy là vào đời 2001. Ở thời điểm đó nếu mà Huy nhớ không lầm, một con da dép giá của nó sẽ khoảng 40 triệu đồng, tương đương với 10 cây vàng. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại năm 2020 thì nó sẽ thêm con số 0 phía sau và khoảng 400 triệu đồng. Và tất nhiên con này sẽ có rất giá trị dù nó chỉ là gọi là kiểu như là không phải đập thùng. Nhưng mà cái thời điểm đó là 2001 thì chúng ta khi về đây á, nó sẽ là hải quan chính ngạch đó, chứ không phải là như giấy tờ thanh lý hải quan bây giờ. Cho nên là bây giờ nếu anh em muốn sở hữu nó là một xác xe zin nha, trên con chiếc này sẽ ngoài 300 triệu đồng. Còn nếu đối với những phiên bản mà YZ Movista giới hạn 5.000 chiếc ở Malaysia thì ngoài 400 triệu đồng. Wow. Ở nào mà chạy ngoài đường với cái đầu hình thụ như thế này nè, chạy ngoài đường mà anh em chỉ cần âm côn, anh em chạy lướt ngang nhẹ nhàng được cái nẹt bô gì hết. Ơi tụi bay nó chạy YZ kìa. Ấy lộn, ơi tụi bay nó chạy Seagood kìa. Trời ơi, đi so sánh chiếc này với chiếc Seagood chỉ có mấy chục triệu mà thôi. Bởi vậy khó hiểu được. Và quay lại vấn đề thì anh em sẽ thấy được chiếc xe này sở hữu một tông áo màu bạc rất là đẹp luôn. Và bên cạnh đó thì còn có một bộ tem ghép với chủ đạo là màu xanh đen. Và giấy tờ con xe này cũng đã được làm lại rồi, ba màu luôn anh em, màu bạc, màu xanh, màu đen. Chủ xe nó tính xin 4 màu mà giao thông không cho có 3 màu à. Như vậy là anh em muốn đổi màu nào cũng được, rất là tuyệt vời. Quá trời món đồ chơi, Huy không biết là nói từ đâu. Nhưng mà để cho anh em dễ hình dung hơn thì Huy sẽ nói từ phần đầu đi. Thì anh em sẽ thấy một cái phần đầu của YZ rất là tuyệt vời, một cái đặc trưng riêng của đầu này. Bởi người ta hay gọi nó là cá mập, bởi vì cảm giác của Huy nhìn vào tựa nó như là một con cá mập đầu búa vậy đó. Và nó có một cái nón đó, nói cái nón cho vui chứ thật sự là đây là cái mão. Mão này hình như là cũng là mão đồ chơi rồi anh em, và được cố định bằng ốc Salaya đây. Và ở đây thì Huy cũng chia sẻ cho anh em thêm luôn, ở đây có một cái tem nè, nhưng mà cái này chỉ là tem đề can thôi, dán tượng trưng kiểu như những cái chiếc xe mà giới hạn 5.000 trước, chiếc của phiên bản Movista của YZ đây. Ở đây thì anh em sẽ thấy được là 125ZR 2020. Và cái số 0308-2020 này nó thật sự là ngày sinh, ngày tháng và năm sinh của con của chủ xe. Và đây là chữ ký của vợ anh ấy. Đồ rất tuyệt vời ha. Thương vợ thương con dán trên này luôn cho người ta biết là có vợ có con rồi. Rồi. Và tuy nhiên những món đồ chơi giá trị trên phần đầu này lại xuất phát từ một cặp cùm thắng, cùm côn. Và ở đây anh em sẽ thấy được một cùm thắng Rambo Billet. Cái việc đầu tiên mà Huy thi giới thiệu là Huy muốn bóp nó. Trời ơi, cảm giác rất sướng anh em, nhẹ quá trời nhẹ luôn nè. Cái việc trang bị cùm này không những là mang lại cái lực bóp dịu nhẹ mà anh em vừa thấy Huy bóp vừa rồi, mà nó còn tăng cái độ đẳng cấp cho chiếc xe hai thì này. Bởi vì cái cùm này có giá là 13 triệu đồng. Và
và nguyên cái cùm này được tạo hình từ một khối nhôm rất là sắc sảo luôn, và tay này thì cũng là nhôm đó, có chống gãy, có núm chỉnh. Và cái núm chỉnh so với những phiên bản mà Huy biết được là từ Rambo RCS phiên bản thường tới RCS Costa thì cái núm chỉnh được đặt ngoài đây rất là dễ điều chỉnh luôn, và chúng ta sẽ hạn chế được cái tình trạng là khoét nhiều. Mấy cái cùm kia thì sẽ cái núm chỉnh sẽ nằm bên trong đó, và việc gắn cái cùm này cũng phải khoét rồi, nhưng mà khoét ít hơn bởi vì thiết kế của cùm đã thực sự rất nhỏ gọn rồi. Và việc trang bị cùm này á, khi mà chúng ta sử dụng những con heo độ nha, từ con heo 2 bích nè, con heo 4 bích nè, kể cả cặp heo 4 bích nó vẫn có cái độ nhẹ cực kỳ. Và hình như Huy nhớ không lầm là cái bít tông của nó là hình như billet á, chỉ có 16 với 19 mà thôi, mà bóp nhẹ thì Huy nghĩ chắc là 16. Canh dầu rất là hay luôn anh em. Và ở ngoài đây cũng có một cái núm chỉnh acti titan rất là đẹp. Bình dầu ở đây thì bình trong suốt, rồi nắp Rambo nè. Cái bình này không là cái combo này ngốn khoảng 500 ngàn này, và được cố định bằng ốc titan đó, quá nhẹ luôn, bóp sướng quá. Rồi ở đây còn có một cái cùm tăng tốc, và cùm tăng tốc đây anh em sẽ thấy là cùm tăng tốc domino, hai ống ga nằm trên đây, sẽ thấy hai dây ga ga nè, và màu vàng đồng. Và giá cùm này sẽ khoảng 1,5 triệu. Và Huy khi Huy hỏi anh Rộm á, tại sao lên cùm này mà không lên cùm tăng hai ống ga, thì chủ xe thích nên là thích lên cùm này, muốn có sự phá cách hơn, chứ cái hai ống ga kia thì đi quá nhiều, hai ống ga dưới đi quá nhiều rồi. Nhưng á, khi Huy nhìn vào thật sự cá nhân Huy thấy á, lên cái cùm này nó sẽ cơ bắp hơn nhiều so với hai cái cùm hai ống ga dưới, nhìn nó cơ bắp cuồn cuộn nè, đi lên phía trên nè, tạo điểm nhấn chiếc xe. Cũng như cái màu vàng đồng này á, nó sẽ làm điểm nhấn chiếc xe, bởi vì nguyên cái chiếc xe Huy thấy nguyên ghi đông toàn là màu đen không à, toàn là chi tiết màu đen không à, bây giờ có cái cùm màu vàng đồng nó sẽ làm nổi bật hơn. Việc trang bị cùm tăng chắc chắn nó sẽ giúp hành trình ga rút ngắn đáng kể, việc này sẽ giúp xe gia tốc nhanh hơn rất nhiều. Và hai phía ngoài thì được tạo điểm nhấn với gù titan rất đẹp ha. Rồi sau khi nói về phía bên phải ghi đông xong rồi, chưa hết đâu anh em, còn phía bên trái nữa. Ở đây thì anh em sẽ thấy đầu tiên đi là một cùm công tắc domino. Cùm này thì đặc biệt Huy thích cái là có tích hợp vaccine đó, giúp chúng ta đá vaccine rất là dễ dàng, và cũng có xi nhan, cũng có kèn, có pha đó, bật tắt mở đèn các kiểu đủ đầy đủ luôn. Nhưng cái sự tinh túy nhất trên chiếc JZ này mà Huy muốn chia sẻ ngay với các bạn đó chính là cùm tay côn Rambo billet. Tay bên phải 13 triệu, thêm tay bên này là 13 triệu nữa đó, và được tích hợp bình dầu. Cùm này là có bình dầu nhưng mà bình dầu được âm bên trong rồi, nhìn cho kiểu nó so le với lại nhìn cho nó gọn. Và khi gắn cùm côn dầu này anh em sẽ thấy là cũng khoét rồi nè đó. Và cái nguyên lý hoạt động của cùm côn dầu này khiến cho chiếc xe cực kỳ nhẹ là do tích hợp một ben côn. Một xíu nữa Huy sẽ chỉ anh em cái ben côn. Cái ben côn thì là ben côn của Racing Boy, để phía tay phải rồi, ở ngay lốc động cơ, bóp rất nhẹ anh em, bóp một ngón cũng được luôn nè. Và chỉ có côn dầu mới làm được điều này thôi, rất là giá trị luôn. Và bộ kit titan cũng đã ngốn ngoài 1,000,000 đồng. Đây, 3 món rất là đẹp. Đến với dàn chân thì anh em sẽ thấy được một cặp mâm CNC 5 cây xéo. Và tất nhiên đây không phải là Racing Boy, mà là một đối thủ mạnh của Racing Boy, mâm CNC Rapido. Và mâm này sẽ có giá là khoảng 30 triệu đồng cho một cặp mâm, và nó sẽ gắn như zin cho các dòng của da, từ da Z, Exciter 135 hoặc là Sirius. Mà Sirius thì nó chỉ phía sau chỉ là một đĩa thôi, cho nên đĩa trước thôi, cho nên là muốn gắn Sirius thì bắt buộc chúng ta phải làm đĩa sau luôn thì mới gắn được cặp mâm này. Và cái cặp mâm này đặc biệt cái nó sự đẳng cấp hơn so với những mâm đang bán tại thị trường hiện tại, mà chúng ta nói CNC K7 hay là CNC K5, K10 các kiểu đó. Đó chính là nó nguyên một khối nhôm tạo thành được dựa trên bản vẽ để làm ra nó, chứ không phải là mấy cái mâm gọi cho vui là CNC, nhưng thật ra nó chỉ là nhôm đúc mà thôi, sau đó được sơn một lớp bóng lên làm cho nó bóng lên tựa như là CNC vậy. Quay trở lại vấn đề thì cái mâm này nó sẽ dễ dàng mua hơn so với mâm Racing Boy, tại vì nó không phải gọi là hiếm đó, chỉ cần chúng ta có tiền là sẽ sở hữu được nó. Và phía trước của nó sẽ là 1.6, rồi phía sau sẽ là 2.15. tuy nhiên một cái khó khăn ở đây đó chính là mâm này đã tại thị trường hiện tại theo Huy tìm hiểu thì nó cũng đã xuất hiện những hàng giả hàng nhái rồi, cho nên anh em cũng phải thận trọng, hãy là người tiêu dùng thông minh bằng cách
là chúng ta khi mua mâm chắc chắn mâm này phải là 1.6 phía trước và sau sẽ là 2.15. Chứ nếu phía trước 1.6 mà phía sau là 1.85 thì chắc chắn nó sẽ là hàng giả. Thứ hai, chúng ta sẽ coi cái độ mịn, cái độ sắc sảo của nó cực kỳ cao hơn rất nhiều so với hàng phay đó. Và cuối cùng, chúng ta khi sinh ra cũng có khai sanh, thì đối với cặp mâm này cũng vậy, mỗi cặp mâm đều sẽ có một cái cuốn sổ đi theo, cuốn sổ cũng như là cuốn sổ khai sanh của nó vậy á. Nó sẽ có cái mã số seri, và cuốn sổ đó, cái mã số seri trên cuốn sổ nó sẽ trùng chiếc số seri mà được khắc trên cái mâm này. Rất là hay luôn, khắc chìm trên mâm luôn, nên anh em khỏi lo, không bao giờ bay được. Rồi gắn lên rất giá trị luôn, nhìn dàn chân rất là cứng cáp. Và bởi Huy nói gắn như zin, tới nỗi mà cốc độc trên chiếc xe này vẫn được giữ nguyên luôn. Và ở đây chúng ta sẽ thấy toàn bộ chi tiết cố định từ đĩa cho tới heo sẽ đều sử dụng ốc Salaya, và đặc biệt ốc cốt Salaya. Và hiện tại shop Hai Bánh cũng đang kinh doanh sản phẩm này. Quay lại vấn đề thì tiếp tục là hệ thống phanh. Ở đây hệ thống phanh thì một cái đĩa Rambo Over màu vàng đồng, cái lồng bên trong rất là đẹp luôn. Và cái đĩa này có giá là khoảng 8 triệu đồng, 8 triệu đồng cho một cái đĩa. Và size của nó Huy đoán không lầm là 267. Và việc gắn cho được chiếc dây dép này bắt buộc là phải chạy một cái lồng CNC bên trong. Và cái lồng này sẽ thông qua lại 4 lỗ ốc để phù hợp với cái ốc của dây dép. Đi kèm với là một con heo Rambo. Heo này thì là heo 2 bit. Và giá con heo này là ngoài 10 triệu đồng cho một con heo. Và để gắn hoàn chỉnh được thì cũng phải một bát CNC này nè. Đây. Và con heo này nó sẽ được cái gì? Nó sẽ kiểm soát phanh tối ưu hơn khi mà sử dụng cái cùm bi led ở trên chiếc dây dép này. Đi kèm đó là chúng ta sẽ thấy là trọng lượng của nó sẽ nhẹ hơn rất nhiều. Nếu như một con heo Rambo 2 bit đối xứng đúc, nó có giá là khoảng nó có trọng lượng khoảng 600 gram, thì con này nó chỉ khoảng 550 gram mà thôi. Rất là tuyệt vời luôn ha. Trọng lượng nhẹ vậy thôi cũng sẽ thay đổi nhiều thứ lắm, đặc biệt là đối với những xe sử dụng trong MotoGP thì nó sẽ khác biệt rõ ràng luôn. Và truyền tải dầu lên cùm billet là sẽ là dây heo và bấm đầu ơ, thì ở đây anh em sẽ thấy được cái kiểu bấm rất là độc lạ luôn, rất nhiều đầu bấm đó. Và mỗi đầu bấm vậy thì anh em cứ tính đi, mỗi cái đầu bấm là từ 900 cho tới 1.3 triệu. Cứ tính tới đi thì dây này Huy nghĩ thì cũng phải 3 triệu hơn chắc chắn luôn, không thể nào dưới được. Và bấm rất đẹp, được tạo hình ôm theo cái kiểu vậy nè đó, nhìn cho nó gọn gàng hơn rất là nhiều, nó không có lòng thòng dư thừa. Dây đồ chơi thường lòng thòng dư thừa lắm, nhưng mà cái việc mà dùng dây heo để bấm với đầu ơ này là rất là hợp lý luôn. Và dàn chân trước nhìn rất là tuyệt vời. Đến hệ thống phanh sau thì có rất nhiều điều mà Huy muốn chia sẻ anh em. Tuy nhiên thì đầu tiên thì bây giờ Huy sẽ nói về cái ben đạp trước đây. Thì bây giờ ở đây ben đạp zin đã được thay thế bằng ben đạp Rambo rồi, ở đây màu vàng đồng. Và cái việc mà làm chạy cái bát để gắn được cái ben đạp hoàn chỉnh và làm cái chân ben thì cũng phải ngoài 2 triệu đồng. Và được tính toán làm sao mà có thể rà phanh, kiểm soát phanh sẽ nhẹ nhất có thể. Và truyền tải lên thì anh em sẽ thấy được là ống dầu trong suốt, đi kèm là bình dầu khói. Combo này cũng ngoài 500 nữa. Nói tới đâu là nhặt tiền nhảy tới đó luôn anh em. Và phía sau thì anh em sẽ thấy được nè, hệ thống phanh này phía sau này rất là đặc biệt luôn. Hồi nãy thì anh Ròm ảnh có chia sẻ cho Huy về cái đĩa Moto3 này. Thì cái đĩa Moto3 này á, nguyên lý đặc biệt cái zin của nó, cái lồng bên trong sẽ là lồng lõm. Mà muốn gắn được như zin trên cái đĩa này á thì bắt buộc là phải chạy một cái lồng khác 1.000.000 hoặc là phải vớt 4 cái vị trí bắt ốc ở đây nè vô 16 ly. Mà nếu mà vớt vô thì coi như là tôi luôn cái cặp mâm 30 triệu. Chính vì vậy mà cái cách mà chúng ta mà để có thể giữ lại được cái mâm zin mà có thể mà canh chỉnh sau quay bánh nhẹ nhất có thể cũng như là gắn như zin thì sẽ là chạy một cái lồng. Và cái lồng này mới thấy là cái thiết kế mà tuy là lồng phẳng không còn lồng lõm như zin của Moto3 nữa, nhưng mà rất là sắc sảo luôn. Và nhìn những cái thông số, những cái ký tự không khác gì của đĩa Moto3 hết. Nếu mà Huy không nói cái vấn đề này, bảo đảm là nhiều anh em nhìn vô cứ đĩa Moto3 không biết được là cái lồng đã được làm lại rồi. Rất là hay luôn. Và Huy sẽ quay bánh thử nè. Rất là nhẹ nhàng luôn em. Đó, quay ngược, quay xuôi, quay tới, quay lui, rất là nhẹ nhàng. Canh rất là chuẩn luôn. Và con heo sau thì cũng tương đồng như con heo trước, cũng là con heo Rambo Billet. Và giá con heo này thì cũng ngoài 10 triệu đồng. Và cái bát của nó cũng đã ngoài 2 triệu đồng rồi. Cái bát nguyên một khối nhôm luôn, được tính toán canh chỉnh làm sao để quay bánh nhẹ nhất có thể. Đó. Và truyền tải cho lực dầu là dây heo và bấm đầu ơ. Và như phía trước cũng ngoài 3 triệu đồng cho cái combo những cái đầu bấm này và cộng dây dầu. Rất là hay luôn. Nếu mà mình đã chơi những cái món đồ độ rồi á, cái điều mà chúng ta thích thú nhất đó chính là cố gắng làm sao gắn có thể như zin và quay bánh làm sao có thể nhẹ nhất có thể, đặc biệt là đối với heo phanh mâm này nọ nè. Rất là tuyệt vời.
Nếu như ở bản độ trước cũng là một con da dép sử dụng phục đi cho Huy đã gửi đến anh em, thì ở bản độ này sẽ là một cây phục Olin. Và cá nhân Huy thấy Huy vẫn rất thích phục Olin hơn Nichon, dù Nichon sẽ có giá trị hơn, nó đắt hơn Olin. Mà Olin á, cá nhân Huy thấy á, khi mà nhìn vào á, nó làm nổi bật chiếc xe lắm anh em. Tại vì cái màu đặc trưng đó là màu vàng, còn Nichon nó màu xanh, nó làm xe nó chìm chìm lắm. Nếu mà chúng ta đi dàn chân mà không nổi là coi như chìm luôn cây phục Nichon. Còn Olin thì hoàn toàn khác. Dù bạn đi dàn chân nổi hay dàn chân chìm, nó vẫn có cái điểm nhấn riêng cho nó, từ cái bình dầu vàng cho tới cái lò xo phục màu vàng. Và cái phục này sẽ có giá là ngoài 15 triệu đồng dành cho da dép luôn. Và mang lại cái độ nhún phải nói là cực kỳ êm ái, chúng ta có thể chỉnh được nhiều chức năng trên nó lắm, từ cái độ nén lò xo, độ đàn hồi của phục, rebound nhanh chậm nó các kiểu, nó đều đáp ứng được rất tốt luôn, cho nên nó đắt đỏ là như vậy. Olin thì ở châu Á sẽ chơi nhiều, còn Nichon thì anh em ở Anh Quốc sẽ chơi nhiều hơn. Và cái món cuối cùng để chúng ta nói tới động cơ, tại vì nó không còn là một chiếc xe zin nữa, thì đó chính là cây phục Olin, ý cây trợ lực Olin. Bây giờ tôi sẽ nói về cây trợ lực. Thì cây trợ lực này là giá là khoảng 8 triệu đồng. Nó là cây trợ lực sườn với hành trình là 120mm. Cái điều hay đó chính là workshop Rom Racing đã canh chỉnh làm sao để có thể mà hành trình của nó đi vừa đủ đó. Và việc gắn trợ lực sườn thì tất nhiên là không những là hướng kiển mà nó còn giúp là ổn định tay lái hơn khi chúng ta chạm ngưỡng tốc độ cao. Với cái dòng xe 2 thì mà bốc mạnh như thế này, đề ba kinh khủng, thì cây trợ lực sườn sẽ là một sự chọn lựa hợp lý. Nếu mà chúng ta chạy nhanh thì cứ việc siết nó vào qua cái núm chỉnh này để cho nó nặng hơn. Và nếu chạy kìa cà phê thôi, chơi anh em này nọ, thì cứ xả về mức không thôi để gắn kiển thôi. Đó, toàn bộ chi tiết gác lên xe Huy thấy đều rất là hài hòa, tương xứng và cân đối với nhau, nó không có cái sự rời rạc. Và trước khi mà bây giờ chúng ta nói về tiếng bô, mở cho anh em nghe âm thanh nó tạch như thế nào, thì bây giờ Huy nghĩ là Huy sẽ nhờ anh Ròm chia sẻ về cái cục máy, cái động cơ độ này, bởi vì nó không còn là một chiếc xe zin nữa. Và bên cạnh Huy hiện tại là anh Ròm với Facebook là Ròm Tiên Sinh, dọn chiếc này, workshop dọn chiếc này. Và bây giờ anh có thể chia sẻ cho các bạn đang xem biết là động cơ nó đã như thay đổi như thế nào và trang bị những gì và giá khoảng bao nhiêu tiền. Cái này động cơ nó là đã làm máy được 59m. Còn nếu mà bình thường nó là sao anh? Bình thường nó là 4 món ăn chơi. 4 món ăn chơi hả? À, 4 món ăn chơi chạy nó cũng được, nhưng mà không, chủ xe nó chạy thấy yếu quá nên mình lên cái 59 cho chủ xe. Rồi lên cái đó khoảng nhiêu tiền anh? À, nếu mà full từ zin mà lên tới đó nó khoảng 20 mấy triệu. Hai mấy triệu? Hai mấy triệu là chỉ có lên 59 thôi hả, hay là luôn 4 món luôn ăn chơi? 4 món ăn chơi luôn là 20 mấy triệu. Đâu 4 món ăn chơi anh kể cho em nghe thử coi. Cái BWK của Mỹ. Của Mỹ. Verford 4. Verford 4. MSD. MSD. Ồ, gắn ở đây nhìn đẹp quá anh. Đúng rồi. Với IC. GB. IC GB. IB. Là 20 mấy triệu. Dạ. 20 mấy triệu. Rồi anh cảm giác là khi mà mình lên những cái món đó rồi á, tốc độ và cái lực máy á, nó khác nhiều hoàn toàn so với zin không anh? Khác nhiều. Khác mình hẳn. Cảm nhận được luôn. Cảm nhận được. Mình chạy lên là từ ga nó ngọt, từ ga. Dạ. Nghe phấn khích quá. Thôi bây giờ Huy sẽ nhờ anh Ròm nổ máy để cho anh em nghe âm thanh của nó thử. Và nó không có đề đâu anh em, nên là anh Ròm sẽ đạp. Đạp cái này là phải đạp rồi. Đạp rồi. Cái âm thanh nghe đã thiệt nè. Bô là bô móc. Bô móc luôn. Bô móc. Móc kiểu Malaysia. Cái móc kiểu Malay nó khác sao anh? Nói chung mà mình kêu vậy thôi. Vậy hả? Kéo vài cái nè, nghe phấn khích quá. Khói quá trời. Cái khói này nhiều đứa gái anh em mới lớn không biết, nói Sigurd hở bạc cũng tin á. Tại vì mấy đứa gái nó không biết đây là chiếc da dép, có tưởng ngồi xe này nó bị hở bạc thì không à. Thật sự thì da dép thì nó hay thì nguyên lý của nó vậy đó, ra khói vậy đó.
cũng bởi vì như vậy mà ô nhiễm môi trường mà về Việt Nam mình nó khó đúng không anh? Đúng. Nếu mà chuẩn khí thải Euro 2, Euro 3 chứ là nó về khỏe rồi. Dạ. Còn này hình như nó chỉ là 2 thôi đúng không? Euro 2 thôi à. Euro 2. Nghe đúng phấn khích luôn anh em. Đúng là 2 thì thiệt. Và màn test tiếng bô vừa rồi. Ủa giờ mình tắt được chưa anh? Rồi. Ủa mình tắt là mình cũng chỉ việc tắt chìa khóa rồi, đúng không? Rồi. Quy hai lúa lắm em. Và màn test tiếng bô vừa rồi thì cũng đã kết thúc buổi review xe đổ ngày hôm nay. Và thật sự rất nhiều cảm xúc luôn. Đặc biệt là mấy chiếc hai thị này sướng lắm. Tiếng bô tới cái phần mà test tiếng bô là phấn khích cực kỳ luôn. Và em cũng xin thay mặt hai bánh cảm ơn anh Ròm, Facebook là Ròm Thiên Sinh, Workshop dọn xe quận nhất đã cho Huy cũng như ekip hai bánh cơ hội review con xe này. Nếu anh em thấy hay, thấy video này bổ ích cũng như là có những đóng góp ý kiến về bản độ này, hãy comment thật sự sự với bên dưới. Và đừng quên thao tác là like, subscribe, nhấn chuông để Huy và ekip có thêm động lực để thực hiện video khác. Còn bây giờ Huy và anh Ròm xin chào hẹn gặp lại anh em.